Thưa quý vị, thưa bà con, tiếp tục đồng hành sau một năm sản xuất, đến nay cơ bản các nhà vườn đã có cái sản phẩm của mình và tiếp tục cùng với lại các nhà vườn kết nối các cái thương lái trên toàn quốc về cái tiêu thụ sản phẩm. Sau đây chúng tôi sẽ mời quý vị và con gửi các cái clip, các cái video mà cuộc kết quả sản xuất của các nhà vườn đến với Sumago. Sumago cam kết là sẽ đăng miễn phí các cái clip đó và để kết nối với các thương lái. Mục tiêu chính là tiêu thụ sản phẩm. Xin mời quý vị và con chúng ta sẽ cùng thưởng thức chúng tôi. Xin mời. Xin chào các bác nha. Đây, nhà vườn em ở Yên Bái ạ. Cam đang bắt đầu chín. Đang bắt đầu chín. Năm nay sử dụng cái năm nay mới được biết để sử dụng cái phân bón Sumagro. Rất là thành công luôn. Quả dưới gầm này. Cam năm nay đang thương lái đang đi tìm mua, đang tỉa. Đấy. Đang bắt đầu chín này. Đây, chùm này. Đây, nhà vườn em đang cắt tỉa đây. Giá hiện tại nhà vườn bán từ 45 đến 50 k 1 kg. Rất sai luôn. Chịu cảnh luôn. Quả trong gầm trong thân rất nhiều. Ít sợi cật gái đu đu ở trên cây cam luôn đó, đung đa đung đưa. Đây, cam chín rất nhiều các bác nhá, bắt đầu vào vụ rồi. Có bác thương lái nào muốn mua thì liên hệ em qua số điện thoại 0385 656 502. Vườn em ở Yên Bái ạ. Cam dự đến rằm tháng sau thì cắt rất nhiều, chín rất nhiều. Đây nha các bác nha. Cam này em mới biết đến Sumago, em mới sử dụng được, tưới được hai lần thôi, chưa sử dụng nhiều. Mà cam quả rất là mượt, bóng, mọng. Đây ạ. Quả rất là đều luôn. Hồ nước mênh mông, đêm buông đầy sao trời. Ui giời, trông gầm này. Bơi vang tiếng ai đưa trên khoang tàu gió lộng. Cỏ em để nguyên nhá, không phun thuốc cỏ nhá, chỉ phát thôi, không phun thuốc cỏ. Đây, trông vậy chịu dưới gầm này. Núi cũng nhìn theo cá về, hò lên chắp cánh tay nào cùng nhau ta kéo lưới, nhanh tay lên thôi gió này ta vui
Đây là vườn cam bắt quả năm thứ hai các bác nhá. Cây này 6-70 cân. Cây này chỉ quả đầu cành. 9 mét à? Quả chín thấu hết rồi. Thấu cuống luôn này. Quả trong gầm chịu chịu thôi. Cứ mỗi cây tầm khoảng 50-70 kg. Quả vung hết rồi. Cái chỗ này thì nó được nắng các bạn, nên là chín sớm, sớm hơn những cái đồi ít nắng. Sai chưa? Công nhận sử dụng cái phân bón Sumago này tôi thấy rất là thành công luôn. Đấy, năm đầu tiên mà mới sử dụng 2 lần đấy, mới tưới 2 lần đấy. Cây nào sai chịu luôn. Các bác thương lái có nhu cầu cứ liên hệ em nhá. Sản lượng nhà vườn em khoảng 10 tấn. Còn những đồi xung quanh ở tít bên kia kìa các bác, những cái đồi bên kia kìa rất là nhiều luôn, mấy chục tấn luôn. Riêng cái khu vực cái thung lũng này tít tắp trong kia đi vào đồi trong kia rồi lên những cái khu vực kìa đấy, men theo cái quả đồi mâm xôi bên kia vài chục tấn. Cây này bé tí nhỉ. Cây năm đầu tiên đấy bạn phải mấy chục cân này. Gốc bé tí này. Chịu cành. Chín rồi. Màu rất là đẹp luôn. Quả bóng mặn. Hắn núi rồi. Cái này chín 80% rồi. Cây non thì này, nó quả nó vai hơn. Nhìn to nhìn hơn cây già một chút. Ui chùm. Ui giời. 2-4-5 quả. 2-4-6 quả. Màu rất là đẹp luôn. Đỏ tươi luôn.